đây đây đây, em cảm ơn. Đây rồi, hàng về rồi. Em này mãi bao lâu rồi bây giờ mới rước được em mới về các bạn. Ok. Rồi. Rất là ok. Anh cảm ơn nhá. Đây tự thưởng cho mình món quà đúng ngày sinh nhật luôn anh em ạ. Cái này đẹp vãi. Càng nhìn càng thấy bê. Bây giờ ấy, hẹn mặt hết lá đi, anh em mới nhìn thấy được cái bộ đẹp của nó. Bây giờ nhé, chờ tôi một tí. Uống cả cái âu này, có sức để vặn cái đống lá này. Bây giờ nhé, bắt đầu. Mình rất là tò mò đằng sau cái lớp chất chồng này là cái bộ đế nó như thế nào. Bởi vì cây này tôi ngắm nó rất là lâu rồi mà giá hơi cao. Bây giờ tôi mới mang nó về. Và cũng bởi vì anh chủ cũ anh thấy tôi thiện chí quá anh ấy giảm giá thôi đấy. Dễ con này kiếm đặc cũng dễ hiểu thôi. Tại vì AK và Fumit thì trồng best rồi. Đấy anh em thấy này, bộ rễ rất là sạch sẽ nhá. Dùng nước xịt mạnh như thế mà không thấy bùn đâu cả. Chứng tỏ là anh em chơi cây chuyên nghiệp là luôn luôn dùng chất chồng này. Rửa một lúc cho nó sạch sẽ thì tôi nhận thấy là cái đoạn rễ này hơi dài này. Chính vì thế không thể nhét được vào cái khay mỏng này. Suy cho cùng đoạn này cũng hơi đơ. Ok bây giờ thử xoay một vòng xem. Đằng sau có vẻ không vấn đề gì. Nhưng mặt trước này, cái rễ to này phải thiến đi này. Theo anh em thì tôi vào cái chậu này có hợp không? Nhưng mà trước tiên ý tôi phải thiến cái này đi đã. Xin lỗi em nhá. Ai chà chà. Chất gỗ của em xếu này khá là cứng. Thường đoạn dài này nhưng mà sao mà không nhét được vào. Đấy, bây giờ tôi sẽ lấy một cái cạp để cạp cho nó bằng cái vết cắt đi đã. Cứ gặm dần dần, từ từ cho nó khỏi toác. Đúng là cây cơm nguội vàng, các gỗ vàng thật, nhìn rất là đẹp nhé. Tiếp đến công đoạn là tôi phải dùng 20 lót chậu để tránh cho chất chồng nó thất thoát ra ngoài. Và để cây nó thoát nước dễ dàng hơn. Tôi thay đất cho nhiều anh em nhé. Thì tôi thấy anh em rất là ổ trong cái công đoạn này. Có ông thì lót miếng gạch, có ông thì nhồi ly lông, có ông thì dùng tấm vải. Có ông tôi thấy là dùng rẻ rửa bát nữa cơ. Tóm lại là có cái gì để xài cái đấy. Thế là trồng cây một thời gian sau dễ nó nghẹt. Lại mang cây đến cho ông phiêu du ông cứu hộ. Xong là cứ bảo là ôi anh ơi tại sao mà cây của em nó cứ héo dần héo mòn đi. Cứ bị bỏ chi bỏ cành, thậm chí là tèo cả cây luôn. Thì theo mình anh em cứ dùng các chất trồng nào mà nó thoát nước tốt, sạch sẽ, ít tạp chất, không kết dính với nhau. Như Akadama này chẳng hạn này. Và khi thay đất xong thì dùng HB101 này để mà hỗ trợ phục hồi thể lực cho cây này. Tôi rất hay dùng cái loại này bởi vì là tính chất an toàn của nó. Nếu thuốc thang dành cho con người được chiết xuất từ thảo dược là an toàn thì thuốc thang dành cho thực vật cũng thế thôi. Mấy cái loại thuốc bảo vệ thực vật mình rất là ngại tiếp xúc với cả da tay. Nhưng mà riêng cái thằng này thì mình cũng chả sợ này. Bởi vì nó chiết xuất từ nhựa thông, nhựa bách, nhựa tùng và tinh chất cỏ mã đề. Khi nhỏ ra tay lập tức là ngửi thấy mùi thảo dược rất là thơm. Cho nên là mỗi lần tôi thay chậu tôi toàn phun cái loại này thôi. Giống như con người vừa phẫu thuật xong thì phải nghỉ ngơi bồi bổ cơ thể thì cái thằng HB này nó là như thế đấy. Đây anh em nhìn thấy cái cây này sau khi xuống lá và vào chậu trông nó đã khác rồi đúng không? Chưa, tôi sẽ rút lại chi cho nó. Cái này vẫn dài lêu nghêu nhưng mà trước khi rút chi thì tôi đắp cho nó ít rêu. Mấy hôm nay mưa cho nên là tôi cào được đống rêu này rất là ưng ý luôn. Mới đắp một tí tôi thấy đẹp rồi. Màu nâu của chậu này, màu xanh của rêu này, kèm theo cái sự già cỗi của cái cây này. Trời ơi, đây chính là cái món quà hay nhất của tôi nhân dịp sinh nhật 18 tuổi lần thứ 18. Anh em nhìn rêu nó tự mọc vào chậu cây rồi này. Có vẻ những cái vết cắt lúc nãy nó kêu đau. Tôi sẽ dùng một ít keo liền sẹo bôi vào nó. Cái lớp mỏng này nó sẽ chống thấm nước, chống vi khuẩn thâm nhập vào vết cắt. Sau khi mà tỉa lại chi dăm xong, tôi nhận thấy là một số cành này nó có xu hướng theo ánh nắng mặt trời mà chổng lên. Xác định rõ những cái cành đó, tôi sẽ lấy một ít dây nhôm để tôi đi đại. Quan sát từ phía trên xuống, tôi nhận thấy là nó cũng bắt đầu ok rồi đấy. Đi dây xong là anh em nhìn này. Ngắm cây buổi tối mới thấy hết là sự uy nghi của nó nhá. Nhất là với những cây đã xuống lá rồi. Anh em thấy cây xếu này như nào? Mà nhá, cái tay cành của cây này được làm theo kiểu Vĩnh Nam Trung Quốc. Bộ dăm được cắt giật từ bé, tạo ra có vẻ khúc khuỷu già cỗi, nhìn rất là phê. Da của loài xếu này cũng rất là đẹp nhá. Ngắm những cây buổi đêm chưa đủ, tôi lại mang cây này ra vườn. Ngắm nó giữa trời mưa luôn. Theo anh em thì cây xếu này sửa xong được mấy điểm? Hãy cùng nhau comment ở phía bên dưới nhá.